nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương hiệu thông qua thương mại điện tử. Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Amazon. Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ đối tác giữa Bộ Công Thương và Amazon sau những hợp tác hiệu quả trước đây giữa hai bên, đồng thời nhằm tăng cường kết nối, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp trong năm 2020. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Amazon đã diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Biên bản ghi nhớ hướng đến nâng cao các hoạt động lâu dài hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người bán hàng nội địa, đẩy mạnh kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường quốc tế. Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Bộ Công Thương và Amazon sẽ cùng thực hiện các chương trình hợp tác chính gồm xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, phát triển thương hiệu Việt Nam trên Amazon, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam về thương mại điện tử, gian hàng chung. Tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, biên bản hợp tác ký ngày hôm nay sẽ tạo tiền đề để có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Amazon và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và xây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng hai bên lên kế hoạch triển khai các hoạt động trong 3 năm tới với các mục tiêu đạt được rõ ràng, xác lập vai trò của Bộ Công Thương trong hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả môi trường thương mại điện tử của Amazon để xuất khẩu hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam với các cơ chế minh bạch rõ ràng, giảm thiểu rủi ro với chi phí tiết kiệm. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu khả năng và có chiến lược, kế hoạch thiết lập chuyên trang về ngành hàng của Việt Nam trên Amazon, tạo nên dấu ấn nổi bật của chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Amazon. Phó Chủ tịch Chính sách Công của Amazon, bà Susan Poyter gửi lời cảm ơn tới Bộ Công Thương đã phối hợp triển khai hỗ trợ 105 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử và chương trình đào tạo các doanh nghiệp mà hai bên phối hợp trong thời gian qua. Bà Chủ tịch hoàn toàn nhất trí với kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công Thương và Amazon trong 3 năm tới và tin tưởng rằng năm 2020 sẽ tạo ra những kết quả vượt bậc so với năm 2019 vừa qua.